Hello tất cả anh chị em trên Facebook. Thì ngày hôm nay Dương lại tiếp tục trở lại. Dương cũng mong muốn cùng với anh chị em ở trong nước hưởng những cái không khí xuân của Việt Nam trong những cái ngày cận Tết như thế này. Nhưng mà với các cái video clip ngày hôm qua mà Dương đưa lên và video clip hôm qua Dương làm á, thì có rất là nhiều người, những người bạn trẻ và những người lớn, họ đã vào, họ comment và họ đã than vãn rất là nhiều. Nhiều bạn và nhiều chú cũng đã nói rằng là Tết năm nay á, cái mùa xuân năm nay á, không có còn có không khí Tết như mọi năm nữa. Dương hiểu, không phải năm nay đâu, các cái năm trước nó cũng đã không còn cái không khí xuân nữa rồi, chứ không phải là năm nay. Cho nên là Dương cũng không có thấy ngạc nhiên khi mà tất cả các cái comment trong đây nói rằng là năm nay người dân rất là nghèo khổ, người dân rất là túng thiếu, ăn Tết nó không có còn lớn giống như mọi năm nữa. Anh Lưu Quốc có hỏi Dương là bên Na Uy có ăn Tết không? Thì ở bên Na Uy á, là họ có những cái ngày riêng biệt, ví dụ như cái ngày gọi là cái ngày giống như ngày độc lập của Na Uy á, là vào ngày tháng 17 tháng 5 thì phải. Thì họ cũng sẽ nghỉ mấy ngày, rồi Tết Tây họ cũng sẽ nghỉ vài ngày. Cái ngày mà Noel á thì họ cũng nghỉ mấy ngày. Đó thì mỗi một quốc gia sẽ có những cái ngày nghỉ Tết riêng biệt của họ. Họ không có, còn người dân Việt á, người Việt Nam ở Na Uy á thì họ cũng sẽ tổ chức những cái ngày để họ ăn Tết giống như Việt Nam, nhưng mà chỉ là một ngày thôi chứ không có nghỉ nhiều ngày giống như ở Việt Nam. Thì người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới thì đa phần ở đâu cũng sẽ tổ chức, sẽ làm một cái ngày để mình ăn Tết cùng với người dân Việt Nam ở trong nước. Thì Dương nhận rất là nhiều lời comment cũng như tin nhắn của vào trong Messenger cho Dương. Thì có nhiều người nói rằng là năm nay không khí xuân nó không còn như mọi năm nữa, Tết nó không còn ý nghĩa như mọi năm nữa, là bởi vì kinh tế. Và cái Dương dùng từ kinh tế thì với nhiều người dân nghèo thì họ 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 không có thể hình dung được, có nghĩa là họ không có tiền ăn Tết, họ không có tiền để mà ăn Tết, họ không có tiền để mua bánh mứt, bánh trái, bông hoa giống như những năm trước nữa. Cho nên á là cái Tết năm nay gần như là cảm thấy rất là nhạt nhẽo, cảm thấy rất là nó bình thường giống như mọi ngày, chứ nó không có một cái không khí xuân giống như nhiều năm trước đây. Thì Dương không biết rằng là những cái người bạn ở trong đây có cảm nhận được giống như những cái người mà đã nhắn tin cho Dương hay không. Nhưng mà Dương ở Việt Nam, tại vì Dương nói là một lần nữa, Dương mới rời khỏi Việt Nam vào ngày 6 tháng 6 năm 2016. Đó, Dương cũng mới ra đây thôi, có nghĩa là từ năm 2015 trở đi Dương vẫn còn ở Việt Nam. Và Dương vẫn đón những cái Tết ở trong đó. Nhưng mà với Dương những cái Tết về sau đó, ngày xưa khi mà ông bà Dương mà còn sống đó, thì những cái Tết với Dương rất là ý nghĩa. Tại vì khi mà Dương đi đi từ nhà mình mà về nhà ông bà đó, thì Dương sẽ hít thở được cái không khí xuân ngay lập tức. Là từ ngoài cổng vào là những cái hàng mai nó nở, ông bà đã quét dọn nhà cửa rất là sạch sẽ. Trên bàn thờ đó, ông bà đã trưng sẵn trái cây, rồi những cái nhành mai, trên những cái nhành mai có những cái thiệp, có những cái bao thư dán cho những cái nhành mai. Rồi trên bàn trưng trái cây này kia nọ, bông hoa rất là đẹp. Vừa mới bước vào nhà thôi là đã đón nhận được cái không khí xuân rồi. Nhưng mà những cái năm về sau khi ông bà mất rồi thì cái không khí đó không còn nữa. Và cái chuyện mà gói bánh tét, bánh ít nó không có còn giống như những cái thời gian mà ông bà Dương còn sống. Và mãi về sau này thì cái xuân nó không còn ý nghĩa luôn. Là người dân không còn tha thiết nữa. Là không biết là có nhiều người có đồng cái suy nghĩ đó với Dương hay không. Nhưng mà với Dương và Dương quan sát xung quanh á, thì là cái ngày mùng 1 Tết là cái ngày kiêng kỵ. Nhưng cái ngày mùng 1 Tết Dương thấy rất là nhiều người lại ra ruộng dặm lúa. Cái vụ lúa thứ ba đó là người ta ra ruộng dặm lúa và nhổ cỏ. Ngày mùng 1 là cái ngày mà người ta cảm thấy rằng là, anh chị quý vị cũng biết rồi, đó là ngày đầu năm đầu tháng, ít ai mà phải lao động. Thậm chí quét rác thì người ta cũng gom lại, người ta cũng không có hốt đem đi đổ, đúng không ạ? Rồi không có giặt đồ nè đầu năm, đúng không? Nhưng mà gần như những cái đó là người ta làm lát hết.
Có nghĩa là ngày mùng 1 thì mùng 1 người ta vẫn cứ đi ra ruộng làm đồng áng, người ta ra ruộng người ta nhổ cỏ rồi người ta đi, nói chung là người ta không có còn đặt cái quan trọng cho cái ngày lễ Tết đó nữa. Dương có nói sai thì góp ý. Và những cái thế hệ mà ông bà của chúng ta ngày xưa thì còn có thể duy trì cái truyền thống đó, nhưng mà khi mà ông bà mất rồi á, ví dụ như ngày hôm nay Dương có những cái người cậu người dì đi, thì những cái người cậu đó không thể nào làm giống được giống như ông bà ngoại của Dương ngày xưa, là khi mà bưng đồ lên cúng gõ cỡ chuông cốc 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 đó. Nhưng mà bây giờ là gần như cái văn hóa đó và cái truyền thống đó không có còn nữa, không có còn nữa. Là bây giờ con cháu ở các cái phương xa về tập trung một vài tiếng đồng hồ hoặc là một ngày rồi xong họ rời đi, và cái không khí đó nó trở nên tẻ nhạt và trở nên vắng lặng rất là dễ sợ. Và cái nguyên nhân vì sao thời gian sau này người ta ăn Tết nó càng trở nên nhỏ hơn và người ta không có tha thiết với ngày Tết nữa, thì Dương sẽ cho các bạn nghe một cái nội dung. Đây là nội dung của Dư Leo. Các bạn có thể lên YouTube, các bạn gõ Dư Leo thì nó sẽ ra được cái video clip của anh ta. Thì anh ta làm là anh ta giải thích rất là rõ nguyên nhân vì sao mà dân khổ, mà tại sao mà xăng lại vẫn cứ tăng giá. Chúng ta nghe nhé. Nhân vật đường tăng, có Việt Nam chúng ta có xăng tăng, điện tăng, nước tăng, chỉ có lương là không tăng thôi. Mà bây giờ xăng nó còn sắp tăng 8.000 trên 1 lít nữa. Trời đất quỷ thần ơi, báo thì nói nhẹ nhàng lắm, đây là một cú sốc ngỡ ngàng. Đó, các bạn thấy không? Cái chuyện xăng tăng và điện tăng không bình thường. Nó không phải là một cú sốc, đó là một cú đập bằng búa, búa tạ đó đập vô mặt của người dân á. Một cú đập mà nhẹ thì là bị hôn mê thôi, nặng là chết ngắt. Còn á, những cái thương tổn mà kiểu như bình thường á, là bể mặt, gãy xương, rồi chấn động toàn bộ, não có vấn đề. Tất cả những thứ đó, chỉ có những kẻ mà mặt dày thì mới không bị ảnh hưởng gì bởi cú đập đó thôi. Nó không phải là một cú sốc ngỡ ngàng gì hết trơn á. Thì các bạn cũng biết xăng mà nó tăng thì cái giống ôn gì ở Việt Nam này nó cũng tăng á, cái cục cứt gì nó cũng tăng, thậm chí cứt nó cũng tăng nữa, giá phân bón nó tăng đó, cái gì nó cũng tăng hết trơn á. Chỉ cần xăng tăng 500 đồng thôi là nhìn thấy chung quanh cái gì nó cũng rục rịch tăng theo 1.000, 2.000, 5.000, đồ ăn rồi vận chuyển rồi bất cứ thứ gì đi ra rồi đi đâu cái nó xăng tăng mà, xăng tăng mà. Cái giống ô nhiễm tăng nó không cần các bạn học kinh tế, các bạn cũng biết giá xăng tăng nó ảnh hưởng tới kinh tế như thế nào. Còn tôi có học kinh tế, tôi học đại học kinh tế, thậm chí tôi tốt nghiệp đại học kinh tế với lại khóa nữa, hiểu không? Nó khi mà giá xăng tăng, điện tăng, nó sẽ kéo theo hàng triệu triệu thứ khác nó tăng theo. Thì khi mà có vô số cái mặt hàng hoặc là những cái dịch vụ khác nó tăng theo thì bảo đảm anh chị tự động sẽ nghèo. Cho nên đừng có xem thường cái chuyện xăng tăng và điện tăng, và chúng ta nói ôi xăng tăng điện tăng là chuyện bình thường. Không bình thường một chút nào. Và các anh mà quan sát, các bạn á, quan sát kỹ, có phải như vậy không? Ngày hôm nay khi mà các anh chị ra ngoài chợ, các anh chị mua đồ, tự nhiên ngày hôm qua mua đồ nó có 5.000 ký hả? Cái hôm sau cái mua đồ nhảy lên 7.000, hỏi sao tự nhiên hôm nay đồ nó lên dữ vậy? Nó xăng tăng. Đó. Các bạn thấy có đơn giản là xăng tăng và điện tăng đơn giản vậy không? Không đâu. Xăng tăng và điện tăng kéo theo hàng triệu triệu thứ khác tăng, mà lương các bạn không tăng, các bạn không thể nào chi trả cho nổi cuộc sống của các bạn. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà người dân Việt Nam càng trở nên khốn cùng, càng trở nên nghèo khổ. Và các cái Tết về sau, người dân càng gần như không tha thiết, không mặn nồng với việc ăn Tết nữa. Bởi vì ngày hôm nay họ thủ tiền để làm gì? Theo tôi nhận định là đa phần họ thủ tiền để mà khi họ vào bệnh viện, họ khám bệnh. Đa phần là như vậy luôn. Cái sợ nhất của họ là họ vô bệnh viện, họ không có tiền họ trả. Mà khi mà vào bệnh viện không có tiền trả thì bác sĩ buộc phải đưa về và nằm chờ chết. Cái đó là cái nỗi lo lắng nhất của người dân nghèo ở vùng quê. Bởi vì Dương là người xuất thân từ vùng quê, Dương hiểu họ. Có vì sao ngày hôm nay các bạn, tôi biết nhiều người đã biết đến Dư Leo và đã xem các cái video clip của Dư Leo. Nhưng những người bạn của Dương, những người hàng xóm của Dương, những người lân cận đó, họ ngày ngày họ lên YouTube, họ gõ, họ tìm tên Thùy Dương. Họ mong muốn nghe Dương nói thì Dương phải phân tích lại, Dương phải chia sẻ lại cho họ nghe.
Điện và xăng tăng không đơn giản. Cho nên đừng xem thường, điện tăng, xăng tăng sẽ kéo theo hàng triệu triệu thứ khác tăng và dẫn đến cái sự nghèo khổ của người dân vùng quê Việt Nam. Những cái người giàu ở Việt Nam Dương không bàn, tại vì một vài lít xăng đó không đáng với họ. Nhưng mà đối với người dân nghèo là cả một vấn đề cơm áo gạo tiền hàng ngày. Nó không đơn giản. Rồi có rất là nhiều cái video clip của những người bạn quay về các công ty đã không kịp trả thưởng Tết, không kịp để cho ứng lương tháng 13. Họ đã kêu gọi rất là nhiều. Và trên YouTube và ở trên Facebook của Dương, trên các cái comment này Dương vừa lướt qua, cũng có rất là nhiều người nói là ngày hôm nay, năm nay không thưởng Tết. Khi mà vật giá tất cả các thứ đều leo thang, các bạn sẽ sống làm sao? Đó là nguyên nhân các bạn sẽ không muốn bỏ tiền ra để mua bánh kẹo, để mua những cái quà cáp, để đầu tư cho mình một cái Tết hoành tráng. Tại vì khi bây giờ các bạn mà mua, cái chi phí nó rất là cao, mà cái tiền của các bạn rất là ít. Các bạn còn phải, sau Tết các bạn còn phải chi phí rất là nhiều thứ nữa. Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi. Các bạn phải trở ngược lên các cái trung tâm giống như Sài Gòn và Hà Nội. Các bạn phải trở ngược lên và trả tiền thuê nhà, trả tiền điện nước trong thời gian quý vị và các bạn đi về quê ăn Tết. Cho nên những cái gì tôi phê phán, tôi lên án ở đây là những cái vấn nạn của thực trạng xã hội Việt Nam. Đừng bao giờ gắn cho tôi cái từ phản động. Dương đã ở trong đó và Dương đã sống với cái xã hội Việt Nam. Dương thấu hiểu và Dương quan sát. Dương biết, Dương hiểu được cái nỗi lòng của người dân Việt Nam, nhất là những người nghèo Việt Nam. Một lần nữa, Dương sinh trong gia đình rất là nghèo khổ. Rất là nghèo khổ. Cha mẹ Dương cũng rất là nghèo khổ. Và bây giờ những cái người mà công an đến nhà Dương làm việc, họ cũng quan sát thấy không gian nhà Dương rất là nghèo. Vẫn còn đó, nghèo lắm. Và nếu như những ai muốn tìm hiểu về gia đình Dương, cứ đi vòng vòng xung quanh đó, hỏi ngày xưa gia đình Dương như thế nào, thì những cái người bà con hàng xóm đó, họ sẽ chia sẻ cho ngày xưa Dương nghèo ra sao. Cho nên Dương xuất thân từ gia đình nghèo khổ, Dương hiểu được. Và Dương cứ đi tìm tại sao gia đình của tôi nghèo. Tại vì tôi dở, tôi bất lực. Vì cha mẹ tôi không biết làm kinh tế cho nên gia đình tôi nghèo. Khi tôi bước ra bên đây rồi tôi mới biết không phải. Là do khi chúng ta làm kiếm tiền đó, chúng ta không quan tâm tới chính trị đó, không quan tâm đến các cái vấn đề xã hội, thì chúng ta sẽ bị đè đầu, cởi cổ. Chúng ta sẽ bị cướp bóc, bóc lột. Mà chúng ta không hay, chúng ta không biết, và chúng ta mặc nhiên chấp nhận nó, thì chúng ta nghèo. Và khi chúng ta chấp nhận nó thì chúng ta đừng than vãn rằng ngày hôm nay chúng ta, cái Tết chúng ta tại sao trở nên tẻ nhạt, tại sao ngày hôm nay người dân không mặn nồng tha thiết với Tết, tại sao ngày hôm nay chợ hoa ngày hôm nay người ta không màng mua hoa. Đó là nguyên nhân cộng sản đã đưa tất cả các mặt hàng nó lên quá cao, nhưng mà tiền bạc lương bổng thì không tăng, làm sao người ta ăn Tết bây giờ, làm sao người ta ăn Tết. Quý vị cũng có thể hiểu. Cho nên nó nhiều người nói với Dương á, thôi cứ lo làm kiếm tiền để đã, rồi hả, cứ còn chuyện chính trị hơn, nó to tát quá không có quan tâm đâu, kiếm tiền lo cái ăn cái đã. Dương nói rồi, ngày hôm nay các bạn bưng một chén cơm các bạn ăn năm ba bữa nữa, nửa năm nữa, một năm nữa, cái chén cơm nó vơi dần rồi một ngày nào đó các bạn giật mình tỉnh thức thì các bạn sẽ không còn một miếng cơm nào các bạn ăn nữa. Cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái bản chất bóc lột, cái bản chất vơ vét. Ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn nó giống như một con muỗi vậy á. Các bạn quan sát các bạn sẽ thấy họ đưa ra nhiều cái chính sách, họ đưa ra nhiều cái quy định mà các bạn thấy có lợi cho người dân hay không. Các bạn đi tìm hiểu đi. Tôi quay lại về cái thời trước năm 1975, khi mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đưa ra nhiều cái chính sách và quyền lợi cho người dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Các bạn tìm hiểu xem người dân miền Nam Việt Nam có bao giờ rơi vào nạn đói. Cái Tết cổ truyền là cái Tết mà vô cùng ý nghĩa. Ngay cả Tổng thống Ngô Đình Diệm. À, Dương xin lỗi. Ngay cả Tổng thống Ngô Đình Diệm mà còn mặc áo dài để đón Tết truyền thống. Tổng thống Ngô Đình Diệm mặc áo dài để đón những vị nguyên thủ quốc gia, những cái quốc gia khác đến. Nhưng ngày hôm nay các bạn nhìn thấy đi, truyền thống Việt Nam đã mai một, đã mất dần rồi, không còn nữa. Vậy làm sao chúng ta có thể duy trì tiếp tục những cái truyền thống đó?
Khi mà cái túi tiền của chúng ta không còn, chúng ta cần phải làm gì? Những người bạn trẻ trong nước cần phải làm gì? Khi chúng ta bị, chúng ta biết chúng ta bị bóc lột, ngày hôm nay chúng ta ra đường, chúng ta phải trả biết bao nhiêu loại phí thuế. Trong cái tiền xăng các bạn phân tích ra, các bạn phải trả bao nhiêu tiền xăng, cái tiền vượt trội bao nhiêu, cái nào là tiền mà để phí ở chống ô nhiễm môi trường, rồi phí đường bộ, phí gì đó, hằng hạ phí. Các bạn phân tích thử xem. Cái đó là tiền xăng thôi nha. Các bạn phải trả tiền xăng nè, tiền điện nè, rồi mắm muối dưa cà hàng ngày, xà bông, quần áo, mỹ phẩm, giày dép, con cái học hành, hàng trăm ngàn cái thứ chi phí các bạn cần phải chi, nhưng lương các bạn không cao, cái gì khác ngoài lương cũng tăng. Các bạn thấy chưa? Vậy các bạn là người không quan tâm tới tình hình xã hội Việt Nam, các bạn là người phản động hay tôi là người phản động? Các bạn không quan tâm tới vấn đề của xã hội Việt Nam, các bạn sẽ đưa Việt Nam đi xuống. Đảng Cộng sản Việt Nam và những người không quan tâm tới vấn nạn xã hội Việt Nam sẽ đưa Việt Nam đi xuống. Những người Việt ở bên ngoài, những người Việt ở giống như tôi và nhiều người Việt ở hải ngoại, tôi nói thật với các bạn, cuộc sống của họ rất tốt, con người của họ rất là sang trọng, rất là đẹp. Bởi vì cái đất nước của người ta không có tăng xăng tăng điện một cách vô lý. Cái lương của người ta rất là cao để người ta trả cái chi phí xăng và điện và nhiều thứ khác nữa. Và tại sao nhiều người Việt ở nước ngoài đó, họ đi làm họ có dư tiền họ gửi về trong nước? Chứ các bạn có thấy người Việt ở trong nước mà làm mà gửi tiền ngược ra nước ngoài không? Chỉ có những người mà làm ăn với cộng sản hoặc là làm ăn đen trắng vậy thôi. Chứ các bạn thấy có những người nằm ở trong nước mà gửi tiền ngược ra không? Là rất là khó luôn. Và có nhiều người trong đây comment nói với Dương rằng là những cái người Việt á, những cái gia đình mà có người thân ở nước ngoài á, thì cuộc sống họ đỡ dữ lắm, rất là đỡ. Còn những cái gia đình nào mà không có người thân ở nước ngoài, cuộc sống vô cùng khó khăn. Dương khẳng định điều đó không sai. Và có nhiều người bạn của Dương luôn nè, những cái người bạn học cùng thời với Dương luôn nè, là họ đi xuất khẩu lao động. Nhà họ rất là nghèo, nhưng chính nhờ những cái đồng tiền xuất khẩu lao động đó, họ mang về, họ đầu tư, họ xây dựng nhà cửa, nhà họ bây giờ rất là đẹp. Cũng từ đồng tiền ở bên ngoài mang về, chứ ở Việt Nam họ không xây nổi. Ở Việt Nam không xây nổi. Đó, các bạn thấy không? Việt Nam rất là khó sống. Cho nên nhiều người nói với Dương, và ngày hôm nay Dương nghe phong phanh là những người lân cận hàng xóm của Dương, họ nói rằng là Dương ngày hôm nay Dương ra nước ngoài, Dương có tính chất âm mưu lật đổ chế độ, lật đổ nhà nước. Lật đổ cái gì? Dương hai bàn tay nhà Dương làm sao Dương lật? Chỉ có cái tiếng nói thôi, lật làm gì? Quan trọng là ngày hôm nay người ta nhận thức ra làm sao. Có phải chính những con người đó cũng đang đưa cái vai ra để trả cái phí xăng, phí điện? Có phải chính những con người đó cũng đang dựa dẫm vào đồng tiền cho con cái họ nuôi hay không? Có phải chính những con người đó đang lệ thuộc vào con cái của họ hay không? Nhưng ở bên ngoài đây, khi những cái người về già, họ không có cần con cái phải nuôi. Họ có một cái chính sách riêng cho họ. Dương mang những cái thông tin này, Dương chia sẻ đến quý vị, để quý vị biết, để chúng ta biết rằng chúng ta có quyền lợi gì, mất quyền lợi gì khi chúng ta sống trong cái chế độ cộng sản. Đừng bao giờ nghĩ rằng ngày Dương có âm mưu phá, Việt Nam không có còn gì để phá. Ngày hôm nay nói về giáo dục, nó tệ nạn học đường, học sinh đánh nhau, giáo viên tát học sinh, học sinh mỗi cái là hạ cẳng tay, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân gì đó. Về xã hội, đầy rẫy những cái bất công, nói hoài sao? Không lẽ lên livestream nào cũng vẽ ra những cái xấu, làm cho con người người ta mềm nhũn, nhưng mà Dương không phân tích ra thì chúng ta sẽ không thấy. Dương phải nói. Đó, thì Dương cũng có thể hưởng cái không khí xuân giống như quý anh chị. Ở bên đây người ta cũng có bánh tét, bánh chưng, cũng có củ kiệu, cũng có trứng hộp vịt bách thảo. Cũng có đầy đủ đó chứ. Có mà. Nhưng mà Dương may mắn hơn là Dương sống ở một đất nước mà ở đó người ta không có vô lý để người ta tăng xăng tăng điện. Và cái đời sống, và các bạn nhìn thấy cái thần thái của Dương, các bạn cũng thấy nó rất là thoải mái. Dương ngày hôm nay cái nỗi bận tâm lớn nhất của Dương không phải là cái vấn đề xã hội Dương thích nghi với cái môi trường mới, mà cái vấn đề để Dương bận tâm nhất là đời sống của người dân Việt Nam, dân nghèo ở trong nước.
Đó là một cái nỗi Dương băn khoăn và trăn trở nhất. Chứ cuộc sống ở xung quanh đây, Dương thích nghi cuộc sống rất là nhanh. Dương bước ra bên đây, nhiều người sẽ than thở, qua bên đây buồn quá. Nhưng đối với Dương, Dương thích nghi rất lẹ, rất là nhanh. Và Dương cảm thấy đây chính là ngôi nhà của mình. Và Dương mong muốn Dương sống ở đây. Đó, cho nên á, rồi các bạn đừng nói sống ăn Tết tha phương rồi, sống ở gì, kêu bằng cái gì, lưu vong, ăn bơi thừa sữa cặn rồi này kia nọ, không có. Chính các bạn mới là người sống khổ đó. Có nhiều người vô đây comment chửi Dương lắm, chửi Dương rất là nhiều. Nhưng mà nhìn lại các bạn đi, nhìn lại những cái người mà chửi xúc phạm Dương đi, sống khổ quá trời quá đất. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ngày hôm nay các bạn ra ngoài đường, các bạn có thể là mua hoa, mua bông, các bạn có thể trang ăn mặc là thật là đẹp. Dương cũng có thể ăn mặc đẹp cùng với quý vị, và Dương ngồi trong cái không gian rất là sạch sẽ. Dương nói chuyện với các quý vị với cái mạng internet rất là mạnh. Internet rất là mạnh luôn. Trong khi chúng ta những người Việt ở Việt Nam sử dụng mạng rất là chập chờn, internet rất là yếu. Vậy mà vẫn bị chửi. Vậy mà Dương vẫn bị nhiều người ở trong nước chửi lắm. Chửi chửi nhưng mà Dương làm, Dương vẫn cứ làm. Dương để làm để mong một ngày nào đó gọi là mưa dầm thấm đất, để cho các bạn hiểu. Ngày hôm nay có những cái video clip, ví dụ như video clip này, Dương mời quý vị anh chị nghe một chút xíu của anh thầy, của thầy Tuấn Ngọc. Đây là cái lời mà thầy trăn trối, lời trăn trối của thầy Tuấn Ngọc dạy dành cho con. Chúng ta nghe một khúc thôi. Theo gương của Henry Ford, hãy kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Đừng kiếm tiền một cách bất chính, ví dụ như ăn trộm. Bạn ăn Trần cướp, Thủy à? Tôi đâu có muốn về Việt Nam đâu. Hoặc lợi dụng tín nhiệm để biển thủ, hoặc làm quan chức rồi tham nhũng. Con đừng bao giờ làm những chuyện xấu xa đơi tiện đó. Đó là lời của thầy Tuấn Ngọc. Đó là hành vi của những con người tồi tệ. Con đừng bao giờ học theo những tấm gương tồi tệ đó. Nếu như con có làm cô giáo thì tuyệt đối đừng bao giờ đi ép học sinh, để học sinh đi học tiếp. Đúng rồi, thầy Tuấn Ngọc. Cho con có tiền bỏ túi. Thầy Tuấn Ngọc đang có trong friend list của Dương á. Thì hãy làm tốt nhiệm vụ của mình. Đó là lo cho dân, chăm lo cho đời sống nhân dân. Tuyệt đối đừng bao giờ tham nhũng. Tuyệt đối đừng bao giờ phản bội lại niềm tin của nhân dân. Các bạn nghe không? Con hãy nhớ, nhân dân chính là người chủ thật sự của đất nước. Nhân dân đã tin tưởng bầu con, thì con hãy sống sao cho xứng đáng với lòng tin của nhân dân. Đừng tham nhũng, đừng hại dân. Nếu con tham nhũng, nếu con hại dân, có nghĩa là con đang phản bội lại niềm tin của nhân dân. Con phản bội lại người bạn chủ an, của đất nước. Bạn có thể làm giống như Dương được nếu bạn đang ở nước ngoài nha. Con đang phản quốc đó. Và ba thật không muốn, ba thật đau xót nếu như mà ba có một đứa con phản bội lại tổ quốc của mình. Nếu như con làm doanh nhân thì hãy kinh doanh chân chính. Con đừng ngâm quá chất vào trái cây, rau, củ, quả để cho đồng bào của con ăn. Đây là lời của thầy Tuấn Ngọc. Hành vi đó là hành vi giết hại đồng bào của con. Phản bội. Phản bội lại đồng bào của con. Nó, ngày hôm nay, đây là thầy Tuấn Ngọc. Chúng ta lên trên YouTube, chúng ta gõ thầy Tuấn Ngọc, nó sẽ ra rất là nhiều video clip của anh. Và ngày hôm nay thầy Tuấn Ngọc này cũng có nằm trong friend list bạn bè của Dương luôn. Chúng ta có thể vào danh sách bạn bè để tìm ra cái nick của thầy Tuấn Ngọc này. Nó tại vì sao những cái con người giống như thế này họ nhận ra bản chất của xã hội Việt Nam. Người ta là người trí thức, người ta hiểu biết, người ta cũng đi đây đi đó rất là nhiều, người ta nhìn thấy, người ta quan sát, người ta lên tiếng. Còn những cái người mà ngày hôm nay nói tôi phản động, những người ngày hôm nay, những người vòng xung quanh tôi, những người hàng xóm, lại cho rằng là tôi ngày hôm nay cũng lại là phản động. Tôi ngày hôm nay tôi ngồi lên đây tôi nói cho quý vị biết, tôi đưa thông tin đến cho bà con trong nước biết.
thì tôi nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ, cái ý kiến trái chiều cũng có nữa. Nhưng mà những cái người không, những cái ý kiến trái chiều đó là đa phần những cái người mà ta giống như gọi là con ếch ngồi dưới đáy giếng gì đó, họ họ nhìn lên trên cái miệng giếng, họ nhìn thấy cái bầu trời ở bên ngoài nó bằng cái miệng giếng à, họ không biết. Tôi nhảy ra khỏi cái miệng giếng tôi nhìn rồi. Tôi ngày xưa tôi còn ở Việt Nam á, Dương còn ở Việt Nam thì Dương cũng là con ếch, Dương cũng giống như là con ếch. Dương ngồi ở dưới giếng, Dương nhìn lên trên bầu trời á, Dương nhìn nó trời, bầu trời nó cũng có nhiêu đó thôi. Nó Dương cũng mong muốn giống như nhiều người, Dương được nhảy ra khỏi cái miệng giếng để Dương khám phá thế giới xung quanh. Và ngày hôm nay Dương đã nhảy ra khỏi miệng giếng và Dương phát hiện mọi điều, wow, nó quá tốt đẹp. Thì Dương chia sẻ thì những cái người ngồi còn ở trong Việt Nam đó, họ lại cảm thấy khó chịu. Họ cảm thấy những cái gì Dương chia sẻ nó không thật. Nhưng mà họ vẫn còn đang ngồi ở dưới cái đáy giếng, họ nhìn lên trên bầu trời. Họ không có chấp nhận những cái thực tế mà mình chia sẻ. Họ cho rằng là Dương ngày hôm nay là Dương cố tình nâng Dương lên, Dương hạ họ xuống. Nó không phải ý của Dương như vậy. Dương đang muốn Dương nâng mọi người lên đó chứ. Chứ Dương đâu có muốn mà Dương hạ mọi người xuống. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là người đưa các bạn xuống đó chứ. Chứ Dương đâu có muốn hạ. Ngày hôm nay Dương đi ra nước ngoài, Dương mang cái passport Việt Nam, Dương nhận được cái sự kỳ thị xem thường. Dương mong muốn rằng những người Việt Nam của chúng ta sau này họ sẽ không bị giống như Dương vậy. Đó, cho nên là Dương mong muốn lên tiếng để cho những cái người Việt Nam, cái giá trị của chúng ta được nâng lên. Nó chứ Dương đâu có muốn là hạ các bạn xuống, cho nên các bạn đừng có nghĩ như vậy. Nếu mà Dương muốn hạ các bạn xuống, Dương im lặng. Dương không nói gì cả. Để cho tình hình Việt Nam nó cứ đi xuống. Thì đó chính là Dương mới hạ các bạn. Còn ngày hôm nay Dương lên tiếng và nhiều người ở bên ngoài lên tiếng để mong đưa lại Việt Nam nó đi lên. Chứ đừng có nói rằng người Việt Nam từ cái lỗ nào vui lên, tất cả các bạn với tôi cũng y chang vậy thôi. Đừng có hỏi tôi chui từ cái lỗ nào, hỏi câu vô lý quá. Các bạn chui từ lỗ nào thì cũng tôi cũng chui từ lỗ đó thôi. Đừng có hỏi câu đó. Tôi không khác gì các bạn, nhưng mà ngày hôm nay tôi đã bước ra bên ngoài. Và khi tôi lên tiếng như vậy, những người ở bên ngoài họ ủng hộ. Là bởi vì những cái gì tôi nói không có sai. Chứ tôi nói sai là họ đã đập tôi rồi. Giống như có nhiều người giống như bên ngoài, họ sống ở nhiều quốc gia khác nhau mà họ lên tiếng, mà họ nói chuyện mà họ không hiểu biết đó. Đâu có ai ủng hộ họ đâu. Tại sao ngày hôm nay tôi được nhiều người ủng hộ? Là bởi vì tôi không có nói sai. Tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi không nói sai. Tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện con cua. Câu chuyện con cua như vậy. Thì một cái ngày đẹp trời, có hai người đi câu cua. Một cái anh đi câu cua Mỹ và một cái anh đi câu cua của Việt Nam. Thì cứ mỗi lần mà cái anh câu mà câu cua của Mỹ đó, anh câu được con cua, cái anh bỏ vô cái rổ, xong anh đậy nắp lại. Còn cái anh câu cua của Việt Nam á, là anh câu được con cua mà anh không có cần phải đậy nắp lại, anh bỏ vô cái rổ, không cần phải đậy nắp lại. Thì cái anh câu cua Mỹ, cái anh mà câu cua của Mỹ đó, anh hỏi chứ, ủa sao tự nhiên mà sao bên đây anh không đẩy nó lắc bò ra hết làm sao? Thì cái anh Việt Nam anh mới nói, cua Việt Nam với cua Mỹ nó khác nhau. Thì anh Việt Nam mới giải thích đó, là cái con cua của Việt Nam á, khi mà con cua này nó bò lên á, thì con cua ở dưới nó kéo xuống. Tôi kể câu chuyện này tôi không biết là quý vị có hiểu không. Thì khi con cua của Việt Nam nó bò lên cái rổ thì con cua khác kéo xuống. Hãy con này bò lên, con khác kéo xuống, thì con cua nó không có bò lên được. Cho nên á, là cái rổ cua của Việt Nam không cần đậy, không cần đậy. Còn cái rổ cua của Mỹ là hãy con cua này bò lên thì con cua ở dưới nó đưa lên, nó đẩy con cua ở trên đi ra đó. Rồi cái con cua ở dưới là tiếp tục nâng con cua trên để cho con cua ở trên đi ra. Thế là nguyên cái rổ cua nó bò ra hết nếu không đậy lại. Còn con cua Việt Nam á, là cái con này đi lên, là con cua con kia nó kéo xuống, nó kéo xuống vậy nè. Hiểu không? Đó là bản chất của người dân Việt Nam đa phần. Người dân Việt Nam không đoàn kết. Người dân Việt Nam không biết đoàn kết tương trợ lẫn nhau để đưa nhau cùng đi lên. Tại sao người Nhật qua các cái trận sóng thần một vài năm họ xây dựng lại kinh tế kinh khủng? Là bởi vì họ đoàn kết, họ nhân nhượng, họ chịu đựng. Còn người Việt Nam của chúng ta, hãy người này ngóc đầu lên đạp xuống, người này ngóc đầu lên đạp xuống, thì làm sao Việt Nam phát triển? Nhân tài Việt Nam không phát triển được.
Hãy có những cái người mà có những cái sáng chế, những cái phát minh, không đầu tư cho người ta để người ta phát minh sáng chế. Làm sao Việt Nam phát triển? Ngày hôm nay những người lên tiếng giống như tôi bị cho là phản động, thì bao giờ Việt Nam khá trong khi tình hình xã hội Việt Nam quá tệ? Những gì tôi phân tích là những cái vấn nạn của xã hội Việt Nam. Nó không hề sai, vẫn cho tôi là phản động. Thì khi nào Việt Nam nó mới tốt được? Tôi ngồi đây tôi dành thời gian không phải tôi rỗi hơi, tôi rảnh rỗi để tôi làm những cái chuyện bao đồng này. Khi mà đất nước của người ta đã đi lên tới cung trăng rồi, Việt Nam vẫn lẹt đẹt nhích từng bước một, từng bước một. Tôi là người Việt Nam, cái sĩ diện, cái tự ái, cái danh dự của người Việt Nam, làm sao tôi chịu cho được? Những cái con người mà họ có cái tâm á, đây giống như thầy Tuấn Ngọc, họ đã lên tiếng. Nhưng những người học trò của thầy vẫn cho thầy là phản động. Những cái con người đó, bộ óc trong đó họ chứa cái gì trong trong đó? Và thậm chí những người mà ngày hôm nay ngồi nói với Dương là phản động, những người dòng dòng Dương á, Dương nói xin lỗi. Một ngày mà Dương nói thật không phải xem thường, chúng ta chưa có cơ hội bước tới phi trường Tân Sơn Nhất nữa. Cái phi trường Tân Sơn Nhất là gì? Quý vị còn chưa biết nó ra làm sao nữa. Chúng ta chưa từng đặt chân vô cái máy bay để chúng ta ngồi, để chúng ta biết cái không gian bên trong máy bay ra làm sao nữa. Người dân nghèo đến mức độ đó đó, mà ngày hôm nay tôi lên tôi nói như thế này, để cho tôi rằng lật đổ, phản động. Mà xăng quý vị phải trả đó, tôi đâu có trả tiền xăng, tiền điện đâu. Tôi sống ở bên đây, tôi cũng trả, nhưng mà không trả một cái sự vô lý. Tôi lên tiếng để tôi nâng, tôi vực dậy và nhiều người Việt ở bên ngoài để mong lấy lại những cái giá trị mà người Việt Nam đã mất sâu suốt gần 41 năm, 42 năm. Tôi nói lại một lần nữa, tôi rất là bận. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà thời gian vừa rồi tôi không có thể livestream được. Bận vô cùng tận. Tôi mà livestream xong tôi dừng lại lập tức, tôi dừng máy móc tất cả mọi thứ lại hết. Tôi chạy xuống tôi làm việc suốt. Cho nên tôi không có nhiều thời gian để lên đây làm chuyện tào lao, để show up, để nổ và để khoe khoang với quý vị và các bạn trên đây. Những gì Dương chia sẻ là thật tâm, thật lòng. Những cái chuyện mà Dương chia sẻ là những cái vấn nạn của xã hội Việt Nam. Hãy nhìn vào cái Tết năm nay, quý vị sẽ thấy. Nhìn vào cái Tết năm nay quý vị sẽ thấy. Rồi những cái năm sau quý vị so sánh đi, càng ngày người dân sẽ không còn ăn Tết nữa. Cái xuân không còn ý nghĩa nữa. Tại sao người dân Việt Nam không đoàn kết? Tại sao người dân Việt Nam cứ đè đầu lẫn nhau? Là do đâu? Có phải là do người dân không? Do ý thức của dân hay không? Từ đâu mà ra? Đi tìm hiểu ngược lại đi. Những người bạn của Dương cùng trang lứa với Dương á, hoặc là những người lớn hơn Dương, đi hỏi lại những cái người lớn hơn á, khoảng 50 mấy 60 bây giờ còn sống á, đi hỏi đi. Ý hỏi rằng là các cái thời gian về sau này dễ sống hay không, họ nói cho quý vị nghe. Tại sao tôi tự tin tôi kêu vậy? Quý vị nói như vậy, họ sẽ nói rằng cuộc sống bây giờ quá khó sống. Tôi chắc chắn như vậy luôn. Đi hỏi thử xem. Tại vì ở Việt Nam tôi đã làm điều đó, ở Việt Nam Dương đã làm điều đó. Dương thấy cuộc sống, cách đây vài năm Dương thấy cuộc sống đã quá khó sống rồi. Dương mới đi hỏi. Dương nói bây giờ tại sao cuộc sống bây giờ nó quá khó sống như thế này. Dương mới đi hỏi vòng những người lớn. Dương không hỏi những người trang bằng với mình, họ đâu biết gì đâu hỏi. Dương hỏi những người lớn thì họ nói là cuộc sống ngày xưa tốt lắm. Một người làm nuôi cả 10 người luôn. Nhưng mà bây giờ một người làm nuôi một người còn không nổi nữa, thì làm sao họ nuôi cha mẹ họ đây? Làm sao họ nuôi vợ con họ đây? Quý vị, anh chị và các bạn, Dương nói chúng ta không phải là chúng ta nghèo, mà vì chúng ta chấp nhận cho Đảng Cộng sản bóc lột chúng ta. Bóc lột bằng hình thức nào? Bóc lột bằng cách tăng xăng, tăng điện, tăng tất cả mọi loại. Ngày hôm nay xe hơi về Việt Nam nó đánh tới 350%. Nó đánh bằng mọi thứ. Bây giờ nó không đánh vô lương anh chị, các bạn sẽ lãnh một cục lương. Anh chị sẽ không thấy nó cướp tiền của anh chị, nhưng mà nó cướp bằng hình thức khác, là anh chị sẽ nghèo. Đó là sự thật.
Trời ơi, ngày hôm nay Dương chia sẻ những cái điều này, Dương nói lên mà quý vị và anh chị vẫn cho Dương là phản động, là Dương chỉ có nước bó tay chấm con thôi, Dương không biết nói gì luôn nữa. Tại vì nó đụng tới quyền lợi của anh chị, nó đụng tới đồng tiền của anh chị, mà anh chị vẫn ngồi đó, anh chị nói tôi phản động thì tôi chỉ có nước mây và tôi bó tay rồi, mai mốt tôi may miệng tôi lại luôn, tôi không nói nữa. Chứ giờ bây giờ tôi nói nhiều quá, quý vị không thấm, quý vị không hiểu, quý vị vẫn cho tôi là tiêu cực cực đoan này kia nọ. Trời ơi, tôi may miệng tôi lại được rồi, nói làm gì nữa, nói đâu có ích gì đâu, không có ích lợi gì hết trơn. Chị mở lớp dạy cho giáo viên Việt Nam, họ tốt thì cả thế hệ đều tốt, đảng Cộng sản còn mà ai cho mở lớp dạy các bạn? Đảng Cộng sản còn thì ngày hôm nay các bạn mở lớp dạy đi ngược với đường hướng của nó đạp các bạn không đẹp không ăn tiền luôn. Ngày hôm nay giáo viên á, nhiều người cũng nhận biết lắm mà họ cũng đâu dám lên tiếng đâu, họ chấp nhận đi dạy những cái điều sai trái. Họ biết sự thật lịch sử nhưng họ phải chấp nhận đi dạy, mà cái lương tâm của họ cắn rứt dữ lắm, nhưng mà vì đồng tiền, gọi là gì? Cái gì mà lương tâm không bằng lương tháng đó. Đất nước của người ta là lương tâm lớn hơn lương tháng, lương tâm quan trọng hơn lương tháng. Đất nước Việt Nam là lương tháng là quan trọng hơn lương tâm. Đó. Thì có nhiều người ngày hôm nay trong cái Facebook của Dương rất là nhiều anh chị Việt Nam ở hải ngoại, thì khi mà theo dõi Dương, ủng hộ Dương, Dương rất là cảm ơn. Nhưng mục đích ngày hôm nay những thông tin mà Dương đưa lên á, là Dương ở vị trí là Dương một người Việt Nam mới bước ra nước ngoài, Dương nhìn thấy những cái điều mới lạ đó, đối với Dương là điều mới lạ, thì với anh chị và các bạn những người Việt ở hải ngoại lâu năm đó không lạ lạ. Nhưng mà ngày hôm nay vấn đề là Dương cần phải cho những người ở trong nước biết những cái điều xung quanh nó lạ, thì người dân mới biết được là họ có cái gì và họ không có cái gì. Cho nên những cái người Việt ở bên ngoài mà đang follow Dương á, có nhiều người mà cảm thấy không thích những việc Dương làm, giống như cho Dương là tào lao, thì đừng có follow Dương nữa, hủy follow đi. Là bởi vì cái Facebook này Dương tạo để Dương cho những người Việt ở trong nước họ có một cái góc nhìn. Còn những cái người ở bên ngoài mà thấy là ngày hôm nay những cái việc đó bình thường, thì ngày hôm nay hoặc là giúp Dương, hoặc là ủng hộ Dương, hoặc là lên tiếng cùng với Dương để cho bà con trong nước họ nhìn, họ có một cái góc nhìn rộng hơn để họ hiểu, để họ có thể đấu tranh. Chứ ngày hôm nay họ không biết họ đấu tranh là cái gì, họ đấu tranh vì cái gì, họ không biết dân chủ là cái gì, họ đâu biết đâu. Tại vì bây giờ ở Việt Nam họ nghĩ họ đi được nè, họ đi tới đi lui được nè, họ chạy xe được thoải mái nè, họ đâu có biết dân chủ là gì, họ nghĩ là vậy là dân chủ, anh chị hiểu không? Dân chủ nè, rồi bây giờ ăn uống cũng thoải mái nè, muốn vô tiệm muốn kêu gì ăn cũng được, là gọi là dân chủ đối với họ rồi đó. Nhưng không phải, họ không có hiểu từ dân chủ, họ không hiểu nổi cái từ dân chủ là gì, bởi vì họ sống 40 mấy năm rồi, họ sống như vậy họ nghĩ là dân chủ. Thì chúng ta những cái người ở bên ngoài, chúng ta hiểu thế nào là dân chủ, chúng ta cần phải mở ra, chúng cần phải khai sáng cho người dân hiểu thế nào là dân chủ. Dương hy vọng rằng là thật là nhiều người nữa ở bên ngoài, ngày hôm nay Dương thấy, Dương được biết ở Mỹ có rất là nhiều người, ví dụ như chị Lisa Phạm, Trang Lê, Mã Tiểu Linh, Jenny Trần, Thanh Luân là ở Mỹ 5 người. Ở bên Đức thì có anh Hoàng Tuấn, anh lên tiếng rồi. Ở bên Pháp thì có anh Phạm Văn Thành, anh lên tiếng rồi. Ở bên Úc thì có anh Linh, anh cũng đã lên tiếng rồi. Ở bên Na Uy thì có Dương lên tiếng rồi. Còn ở bên Thụy Điển, Hà Lan cũng có một vài người lên tiếng rồi. Ở Israel có chị Kim Phượng lên tiếng rồi. Và Dương mong muốn rằng có nhiều nữa lên tiếng để cho họ thấy rằng là tại sao ngày hôm nay nhiều người Việt ở quốc gia họ lên tiếng như vậy, để họ tin rằng Việt Nam nó không còn ổn định nữa. Chứ ngày hôm nay le ngoe lẹt đẹt có vài người nó không có hiệu quả đâu, thưa quý vị. Có một vài người lên tiếng họ cho rằng chúng tôi là những cái thành phần phản động cực đoan. Tại sao ngày hôm nay nhiều người ở quốc gia ví dụ như Úc, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy lên tiếng? Chúng tôi là những người ở những cái quốc gia khác nhau, tại sao chúng tôi đồng loạt lên tiếng? Bởi vì những cái quốc gia đó sống một cái môi trường rất là hiện đại, cuộc sống rất là tốt. Và ai cũng có cùng chung một cái nhìn nhận rằng là Việt Nam ngày hôm nay quá tệ, cho nên họ đồng loạt lên tiếng, chứ không có ai dụ dỗ, không ai cấm dỗ ai. Về cái trái tim của họ, cái lương tâm của họ bắt buộc họ phải lên tiếng. Và Dương mong muốn là một ngày nào đó, ở bên Đài Loan cũng có bạn Say Khói cũng lên tiếng rồi. Thật là nhiều người nữa lên tiếng. Các bạn lên tiếng nhiều lên đi, càng nhiều càng tốt. Những người Việt ở bên ngoài có điều kiện, chúng ta không bị ràng buộc, chúng ta lên tiếng. Những người ở trong nước họ không có tự do ngôn luận, họ nói một cái là họ bị lụm, họ nói một cái là họ bị lụm. Cho nên là những người Việt ở bên ngoài hãy cố gắng vượt qua sợ hãi. Dương bây giờ có nhiều người nói đừng có về Việt Nam nữa, Dương nói thiệt nha, Dương không muốn về Việt Nam.
không bao giờ muốn về Việt Nam. Đó là cái câu nói từ trong trái tim của Dương. Đến khi Cộng sản còn thì bác không bao giờ Dương muốn về Việt Nam, dù chỉ một lần. Biết rằng nơi đó mồ mả ông bà của mình, người thân mình còn ở đó, nhưng thời buổi này điện thoại gọi cái là được thôi. Cho nên là Dương đừng bao giờ nói mày đừng về Việt Nam nữa, cho tiền cũng không về, trải thảm cũng không về nữa. Dương nói thiệt một lần nữa, không bao giờ muốn về Việt Nam khi Cộng sản vẫn còn. Đừng bao giờ vô đây, mày đừng về Việt Nam nữa. Thử trải một đống tiền có về hay không. Hôm nay Dương lên đây Dương chia sẻ như vậy với bạn bè, là cái Tết nó không còn ý nghĩa, là có nguyên nhân. Bởi vì dân nghèo, dân không tha thiết ăn Tết, dân chỉ muốn làm sao bỏ tiền trong túi thật nhiều để khi có biến, có cái sự nguy hiểm xảy ra với mình, ví dụ như bệnh tật hay này kia nọ, thì họ có tiền họ bỏ ra. Cho nên các cái Tết về sau nó sẽ không còn ý nghĩa đó, không còn ý nghĩa nữa. Đó là cái điều rất là đau buồn luôn, rất là đau buồn đó. Dương sẽ tạm dừng cái bài nói chuyện của Dương ở đây để Dương tiếp tục cái công việc của mình ở dưới tiệm. Thì các bạn cũng thấy Dương làm sushi rồi đó, Dương đã quay cho các bạn xem. Thì mỗi ngày công việc của Dương là như vậy. Dương sẽ gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, anh chị và cô chú. Chào nhé.